Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM? Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé! Tôi đáng tiếc. Lúc nãy nó đến tự giả tôi. Tôi hỏi thì nó báo không thể cãi lời cha mẹ được. Dù sao thì nó cũng phải về cái đã xem cha mẹ đau yếu ra sao thằng Lộc mà có tiền ăn học thì có thể trở thành bác sĩ hay một kỹ sư mình à. Nó thông minh lắm, các giáo sư dạy nó đều thương yêu nó lắm. Nó lại nết na, ngoan ngoãn. Nó đến từ giả, tôi thương nó quá. Đến bây giờ mà tôi vẫn còn bùi ngùi thương cảm. Dạ, nó là cháu tôi, thì tôi nhất định can thiệp để nó học đến nơi đến chốn. Bạch Thiệu cười. Can thiệp? Nhà nó không tiền thì anh can thiệp với cha mẹ nó ít gì. Tôi can thiệp với ban giám hiệu xin cho nó một học bổng. Chưa chắc cha mẹ nó không tiền. Không có tiền tại sao người ta cho nó đi học mấy năm nay. Cha mẹ nó cần người giúp đỡ trong nôm ruộng đất nên gọi nó về. Ông Thiệu vẫn nói. Tôi tiếc một nhân tài tương lai của đất nước. Bà không biết đó thôi. Mỗi lần cộng số cho nó, tôi thấy phấn khởi làm sao. Điểm nào cũng lớn, môn nào cũng giỏi như nó, thì may cho chúng ta biết bao. Ông Thiệu làm giám học cho một trường trung học công lập. Vì thế, ông thường gặp Lộc. Bốn năm nay, Lộc được ông giúp đỡ rất nhiều về mặt tinh thần. Học sinh trong trường thấy ông Thiệu tử tế với Lộc thì thường đùa. Papa Thiệu của mày kìa Lộc, Nghe các bạn đùa như vậy, Lộc chỉ mỉm cười. Bà bà của tôi hiền lắm. Thì các bạn lại hỏi. Bà bà Thiệu có con gái không Lộc? Lộc bẽn lẽn. Các anh đừng đùa như thế. Vì thấy ông Thiệu có cảm tình với mình và thường khuyến khích mình trong việc học hành. Nên mỗi lần nghỉ hè, Lộc thường đến thăm ông để tự giả. Nhờ vậy mà Lộc biết ông Thiệu có ba người con. Cô Thu Hà là con gái lớn, năm nay 13 tuổi. Cậu Vĩnh và cậu Tươi còn nhỏ. Ông Thiệu tuy là một giám học, nhưng nhà ông giàu nhờ bà vợ có tài đảm đang buôn bán. Không phải như các bà vợ công chức khác ngồi nhà chờ đồng lương tháng của chồng, bà Thiệu có cửa hàng bán tạp hóa. Thu Hà từ lúc bé yếu đau luôn, nên sau khi đầu tiểu học thì bà Thiệu cho ở nhà để giúp đỡ bà săn sóc hai em nhỏ. Thu Hà học nữ công ở một trường tiểu học và rất khéo tay về việc theo may. Tí chồng cứ băn khoăn về việc Lộc phải nghỉ học. Bà Thiệu hỏi. Hay ông muốn giúp thằng Lộc được học nữa? Ông Thiệu nhìn lên trần nhà và nói một cách lơ đảng. Kể ra nếu có tiền thì cũng nên giúp nó học đến nơi đến chốn. Nói là giúp, chứ sự thật sau khi nó đậu trung học rồi thì mình cũng có thể xin cho nó một học bổng. Và khi nó đậu tú tài, thi vào trường đại học sư phạm hay trường quốc gia hành chánh, cũng có tiền đủ ăn học. Nhưng cũng phải có người đỡ đầu để giúp nó về mặt tinh thần. Mình thấy thằng Lộc rồi chứ, mặt mày nó cũng sáng sủa, dễ thương. Hay là mình cho nó về đây làm con nuôi của mình, mình nghĩ sao? Bà Thiệu xưa nay vốn chiều chồng, ông Thiệu muốn gì là bà tìm đủ cách làm vui lòng ông gia đình nhờ thế mà rất hòa thuận êm ấm bà liền hỏi nhưng cha mẹ thằng lộc không chịu thì sao chứ gia đình mình mà chịu thêm một miệng ăn nữa đâu có là bao tốn kém chút ít nghĩa lý gì ông thiệu nghe vợ nói thế mừng lắm nó cho tôi biết nó về xem thử cha mẹ nó đau yếu ra sao nó xin phép được thì nó trở lên học nhưng chắc là phải tự túc tự túc làm sao? Nó sẽ tìm chỗ dạy trẻ em và lấy tiền đi học. Nếu vậy thì mình cho Lộc về đây ở được rồi. Bỗng bà Thiệu lo lắng nói. Nhưng con Thu Hà, con Thu Hà cũng đã lớn. Ông Thiệu cười lớn. 13 tuổi là trẻ con chứ lớn với ai? Lại nữa, mình xem Lộc như con nuôi thì đối với Thu Hà, Lộc là vai anh. Nhưng bà đừng ngại, Lộc hiền lành, đứng đắn lắm nó chỉ biết có học nghe chồng nói thế bà thiệu cũng yên lòng bao giờ nó trở lên sẽ hay bà thiệu nói xong đi xuống bếp để ông thiệu một mình suy nghĩ việc giúp đỡ lộc tiếp tục học và nhận lộc làm con nuôi lúc nãy ông đã dặn lộc mặc dù chưa hỏi ý kiến vợ con về thăm cha mẹ và nếu cha mẹ con chỉ yếu đau xoàng thì con xin phép trở lên tiếp tục học thầy sẽ giúp con không sao đâu lộc nói con biết thầy thương con nhưng cha mẹ con không phải chỉ vì yếu đau mà bắt con ở nhà mà cũng vì cần con con có thể giúp cha mẹ con cày cấy trồng trọt cha mẹ con không có tiền thuê nhân công tuy vậy con cũng tìm đủ cách để được tiếp tục học bỏ dở gian thế này con buồn quá ông thiệu dặn lộc nếu cần gì thì cứ viết thư cho thầy. Rồi ông cũng đã lấy địa chỉ của Lộc, định sau khi bàn với vợ rồi thì sẽ viết thư cho Lộc. Bây giờ được vợ đồng ý rồi, ông Thiệu mừng lắm, chỉ chờ thư của Lộc. Ông trù tính sẽ cho Lộc ở căn phòng trên lầu, một căn phòng nhỏ ở phía sau gần sân thượng. Như vậy Lộc ở riêng biệt, vì Thu Hà và các em ở một phòng lớn ở dưới lầu liền với cửa hàng tạp hóa trên lầu chỉ có ông bà lộc suốt ngày bà thiệu ở dưới nhà lo việc buôn bán bếp nút vá may ông thiệu nghĩ ta sẽ khuyến khích lộc học đến nơi đến chốn nó sẽ là một giáo sư đại học hay một bác sĩ ta tin thằng lộc sẽ có một tương lai rực rỡ có một đứa con nuôi như vậy là điều đáng cho ta hãnh diện cái suy nghĩ ấy làm ông thiệu vui vẻ mấy hôm sau mỗi lần gặp thưởng hay quý những người bạn thân của Lộc ông thường hỏi. Các con có nhận được thư của thằng Lộc chưa? Bao giờ nó trở lên học lại? Thưởng nói. Chắc nó không lên được thầy ạ. À. Quý cũng nói. Con biết cha mẹ thằng Lộc, cha nó quê mùa lắm, đâu muốn thằng Lộc học hành. Ông ta chỉ thích thấy nó ở nhà cày ruộng, không phải ông ta nghèo, ruộng đất cũng đủ sống. Mẹ thằng Lộc bị tật Hình như đi đứng không được nhiều, bà ta thường ngồi ở một chỗ may vá. Ông Thiệu hỏi, nó có đồng anh em không? Quý nói, dạ, hình như nó có hai chị gái đã có chồng. Hai người rể có thể giúp cha thằng Lộc làm ruộng, nhưng ông ta không tin cậy. Lộc cũng có một đứa em trai còn nhỏ và một đứa em gái trạc 12 tuổi. Ông Thiệu nói, thấy nó học giỏi, thầy tiếc quá. Thượng nói, tụi con suối nó trốn lên đây, nhưng Lập bảo nếu nó trốn thì cha mẹ nó đâu có gửi tiền, nó lấy tiền đâu mà học. Sự thật mấy lúc này nó cũng gần như tự túc. Nó kèm hai đứa con bà chủ nhà trọ và bà này bớt cho nó nửa tiền cơm. Ông Thiệu nói, tội nghiệp chưa, thầy đâu có biết. Quý hỏi, phải thầy biết thì thầy giúp thằng Lộc rồi chứ gì thượng nói thêm Coi bộ thầy thương nó lắm Nó có hứa về đến nơi Nó sẽ viết thư cho tụi con Nhưng mãi đến hôm nay Vẫn chưa thấy thư từ gì cả Ông Thiệu hỏi Quê nó ở Long Xuyên phải không? Quý nói Đó là quê nội Còn quê ngoại thì ở Cần Thơ Mẹ nó là con nhà có tiền Nhưng từ khi có chồng Không biết tại sao không về quê nữa Cha thằng Lộc cọc cằn Khó tánh mỗi lần tụi con đến thăm thằng Lộc thì ông ta tỏ vẻ không vui, dường như ông ta sợ tụi con rủ rê gì nó. Vì thế, mặc dù cùng ở một tỉnh với Lộc, con ít khi đến nhà Lộc chơi, trái lại Lộc thường đến chơi với con luôn. Ông Thiệu hỏi, con thấy tánh tình Lộc ra sao? Quý cắn môi rồi nói, Lộc học giỏi, ông Thiệu cười, học giỏi là một việc, có người học giỏi nhưng tánh nết không tốt. Xoay lại thưởng, ông Thiệu hỏi. Còn thấy tánh tình Lộc ra làm sao? Còn với Lộc thân nhau lắm mà. Thưởng nói. Con với Lộc học chung 4 năm nay, nhưng con mới thân với Lộc năm sau này vì con là bạn của Quý, mà Quý thì thân với Lộc. Con thấy Lộc chỉ biết có việc học. Lại nữa, con cũng chỉ thân Lộc qua chuyện học. Ông Thiệu lắc đầu. Hai đứa kính đáo quá, thầy muốn biết Lộc có thật thà ngay thẳng không? Quý nói, con chưa thấy Lộc gian lận của ai bao giờ. Lộc ít nói, trầm lặng, không thích đùa nghịch. Nhưng đó chỉ là cái bề ngoài. Người ít nói và trầm lặng thì cái tham vọng lớn nhất là học giỏi để có chức phận. Thưởng nói, anh Quý nói phải đó thầy ạ. À. Lộc khó hiểu lắm vì không để lộ cho ai thấy sự vui buồn của anh. Còn không thấy lộc giao thiệp với ai với ai lộc cũng lợt lạc không thân do hỏi về lộc xong ông thiệu liền viết cho lộc một bức thư qua bức thư ấy ông chỉ hỏi thăm lộc bao giờ lên đường rồi ông thêm đoạn này thầy đã bàn với cô về chuyện ấy cô tán thành chỉ chờ con thu xếp xong việc nhà các bạn của con đều trông đợi tin con ông thiệu thật có bụng liên tài không đợi lộc viết thư ông đã viết trước cho lộc một tuần sau ông nhận được thư lộc lộc cảm ơn ông và hứa sẽ lên gặp ông để thư rõ công chuyện đồng thời quý cũng nhận được thư lộc quý đón ông thiệu trước lớp học và nói con vừa nhận được thư lộc lập bảo cha lộc đã giận lộc không chịu ở nhà làm ruộng ông bảo nếu lộc muốn học nữa thì cứ lên mà học nhưng ông không gửi tiền cho lộc nữa và lộc đã nhất định thoát ly gia đình có phải thầy sẽ giúp đỡ lộc không còn nghe lộc nói vậy ông thiệu nói thầy có hứa sẽ xin cho lộc một khoản học bổng nhà thầy cũng khá rộng có thể cho lộc ở cái tin thầy thiệu sẽ giúp đỡ cho lộc lan ra một cách nhanh chóng những cậu học trò tinh nghịch bảo nhau thầy thiệu muốn kén rễ và thấy lộc có tương lai thầy đem về nuôi để gả con gái. Nhưng tụi học trò chỉ nói lén với nhau, không dám để thầy Thiệu nghe được, vì thầy Thiệu là một giám học có nhiều uy tín, được cảm tình của học trò. Thầy rất công bằng, không hay phạt học trò một cách vô lý, không la rầy mắng nhiếc chúng một cách thô lỗ. Lộc trở lên Sài Gòn, và trước khi xin học lại, Lộc đến thăm thầy Thiệu. Thầy Thiệu nói, Còn hãy dọn về đây ở với thầy cô, thầy cô nhận con làm con nuôi còn có thể học đến bậc đại học và hơn nữa nếu còn có chí lộc mừng lắm xin nhận thầy thiệu làm cha và xem gia đình thầy là gia đình của lộc thế là thầy thiệu bảo làm một tiệc thầy cho mời quý thưởng đến để thầy nhận lộc làm con và lộc sẽ là anh của thu hà vĩnh và tươi bữa tiệc hôm ấy vui vẻ lắm lộc cảm thấy mình được may mắn và thầy Thiệu thì tự hào đã làm được một nghĩa cử đẹp. Dọn về ở với thầy Thiệu, Lộc không có vẻ gì là bỡ ngỡ. Lộc ở trên lầu, ít khi xuống nhà dưới, trừ những lúc đi học hay giờ ăn cơm. Đối với Thu Hà, Lộc cũng rất tự nhiên gọi bằng em và xưng anh. Thu Hà không bao giờ lên lầu vì bận buôn bán và cũng vì phòng riêng của Thu Hà ở dưới lầu. Trong những bữa cơm là những lúc gia đình họp mặt đông đủ, Lộc ít khi chuyện trò cô Thiệu hay thầy Thiệu có hỏi đến thì Lộc mới nói. Sau vài tuần ở chung với gia đình thầy Thiệu, Lộc xin phép đi thăm bạn bè. Hôm đó, nhưng lúc không có mặt Lộc, thầy Thiệu hỏi vợ. Mình thấy thằng Lộc thế nào? Bà Thiệu nói. Nó cũng hiền lành, dễ chịu. Nó ở đây có gì phiền mình không? Mình cứ nói thật để tôi dạy bảo nó. Nó không làm phiền gì cả, nó có thư với em cho phép nó xuống cửa hàng giúp em buôn bán lúc nó rảnh nhưng em bảo không có việc gì nhiều nó hãy để thì giờ mà học ông thiệu nghe thế rất bằng lòng nó ở đây là ở lâu dài vì thế mình cần dạy bảo nó không nên xem nó như khách vì xem như khách tất nhiên nó không thể ở lâu ông thiệu cũng hỏi thu hà anh lập ở đây có phiền gì cho con không con cứ nói thật cho ba biết thu hà nói không anh ấy không làm gì phiền con hết anh ấy học suốt ngày và không nói năng gì cả ông thiệu cũng hỏi cả vĩnh và tươi hai cậu bé ấy chỉ thấy lộc là một người anh hai cậu cần gì thì hỏi chứ không thấy có gì phiền hà cả vĩnh nói chủ nhật ba cho phép anh lộc đưa tụi con đi chơi nhé tươi cũng nói con thích anh lộc lắm anh ấy kể chuyện cổ tích cho con nghe Thế là cả gia đình thầy Thiệu đều yêu mến Lộc, xem Lộc như người nhà. Lộc hiền lành và ít nói. Ở trường về, Lộc lo học bài hay làm bài. Thầy Thiệu cần việc gì thì sai bảo Lộc, chứ Lộc cũng không dám lẫn quẩn qua phòng thầy. Mỗi lần đến thăm quý hay thưởng, thì Lộc thường ca ngợi lòng tử tế của gia đình thầy Thiệu. Quý hỏi, Thầy đã dẫn động xin học bổng cho anh chưa? Lộc nói, thầy bảo năm học này chỉ còn mấy tháng đợi niên khóa sau sẽ hay nhưng theo tôi thấy thì thầy cũng không lấy chuyện ấy làm điều thầy bảo đủ sức giúp đỡ tôi học đến cùng thầy có xin học cho tôi thì số tiền học bổng cũng để tôi tiêu xài mấy hôm nay tôi có ngỏ ý đến dạy cho hai đứa con bà chủ nhà cũ như trước thì thầy bảo gần ngày thi tôi phải dành thì giờ để mà học quý nghe thế liền nói anh sướng thật đấy Thầy có bụng liên tài Nên mới đem anh về Thế còn cha mẹ anh thì sao Có nói gì về chuyện này không Lộc nói Không Cha mẹ tôi không biết gì về chuyện tôi lên ở nhà thầy thiệu Cha mẹ tôi không nuôi nữa Thì tôi thoát ly gia đình Cha mẹ tôi nghĩ rằng Tôi tự túc để học thêm Quý nói Theo ý tôi Anh phải thưa cho cha mẹ anh biết Để cha mẹ anh viết thư cảm ơn thầy thiệu Lộc nhúng dài Cha mẹ tôi mà hay biết Tôi có người nuôi ăn học Thì cha mẹ tôi còn oán ghét họ Chứ đời nào biết ơn Cha mẹ tôi nghĩ lầm là họ lợi dụng tôi Tôi mang ơn thầy thiệu Thì sau này khi học thành tài rồi Tôi sẽ đền ơn thầy Như thế được rồi Không việc gì đến cha mẹ tôi hết Quý nghe thế không bằng lòng Tôi không đồng ý với anh về điểm này Thầy thiệu giúp anh làm gì có bụng liên tài chứ thầy không bao giờ nghĩ đến chuyện anh đền đáp công ơn anh nói thế là vô tình đã phụ lòng thầy đó quý đem những lời lộc nói với mình nói lại cho thưởng nghe thì thưởng nói từ hôm lộc về ở với thầy thiệu thì lộc có một thái độ phách lối khó chịu quá vì thế tôi không thích trò chuyện với lộc nữa chưa gì mà lộc đã khoe khoang với các bạn là lộc sẽ học đại học y khoa học gì thì cũng phải đậu tú tài biết bao người không leo nổi cái tú tài đó thì sao Quý nói, tôi cũng như anh, nhưng Lộc không dám làm phách hay lên mặt với tôi vì tôi biết rõ Lộc lắm. Lại nữa, trước đây tôi cũng thường giúp đỡ Lộc. Hôm nọ thầy Thiệu hỏi về tánh tình của Lộc, tụi mình không nói cũng hay đấy. Lộc ở chung với thầy, thầy sẽ thấy, cần gì phải hỏi. Nhưng Lộc kính đáo và giả dối như thế thì cũng khó mà hiểu nổi Lộc. Huống chi theo lời Lộc nói thì thầy Thiệu để riêng cho Lộc một căn phòng trên lầu lộc chỉ tiếp xúc với gia đình thầy trong giờ cơm mà lúc ăn lộc không nói gì hết thì ai hiểu lộc được dù sao thì ta cũng mừng cho lộc gặp may nếu lộc trở thành một nhân tài cho đất nước thì lại càng hay đời đỡ bớt một người dốt nát hay một người thiếu bổn phận thưởng biểu môi có học nhiều là đầy đủ bổn phận sao chắc gì nhân tài cần thiết cho xứ sở thật đấy nhưng phải có đạo đức thì người ta mới kính nể Bao nhiêu người có tài mà thiên hạ vẫn không xem ra gì vì họ tham lam ích kỷ, chỉ biết có bản thân họ, còn ai chết mặc ai. Dân tộc còn hay mất, họ cũng chẳng cần nghĩ đến. Quý gật đầu, tương lai sẽ trả lời sự hoài nghi của chúng ta ngày hôm nay. Cuối năm ấy, lộc đậu trung học, hạng bình. Thầy Thiệu mừng lắm, bảo vợ làm tiệc mừng lộc thầy thiệu bảo lộc đi mời quý và thưởng đến dự để thầy mừng quý và thưởng luôn thể vì hai người bạn của lộc đều đậu cả nhưng lộc nói hai anh ấy thi xong là về quê ngay trước đớp dài hôm khi xem bản thấy mình đã đậu lộc dặn quý anh về quê nếu gặp cha mẹ hay chị tôi đừng nói gì về tôi hết nghe anh quý nếu có ai hỏi thì anh cứ trả lời là không gặp tôi quý cười anh không về quê thăm cha mẹ à anh thi đậu chắc hai bác mừng lắm dù sao thì đó cũng là một vinh dự cho gia đình anh tôi thi đậu thì gia đình thầy thiệu mừng chứ chưa chắc cha mẹ tôi mừng anh ạ à? dù sao thầy thiệu cũng có công trong việc học hành của tôi anh đừng quên là cha mẹ anh đã nuôi anh mười mấy năm nay thầy thiệu mới lo cho anh mấy tháng sau này lộc cao mày nhưng tôi về thì cha mẹ tôi cũng chẳng vui mừng gì. Lại nữa, tôi đã cãi lời cha mẹ tôi ra đi và mấy tháng nay không gửi thư về nhà. Quý nghe Lộc nói thế không khỏi chán ngán nên khi về quê không đến tự giả Lộc. Thầy Thiệu nghe Lộc bảo hai bạn thân đều về quê thì hỏi Tại sao Quý không đến cho con biết? Con có gửi thư về nhà không? Lộc nói Con không gửi thư Mấy lúc này con không có thư từ về nhà vì con sợ cha mẹ con biết chỗ ở của con con thi đậu thầy cô và các em mừng cho con chứ sự thật nếu con viết thư về nhà thì cũng chẳng ai lấy chuyện con thi đậu làm điều cả thầy thiệu không nói nữa con người dù tốt đến đâu cũng không bỏ được đánh ích kỷ nghe lộc nói thế thầy thiệu mừng thầm chứ không nghĩ rằng kẻ nói những lời như vậy đối với cha mẹ có thể là một kẻ vong ân lộc còn nói tiếp từ nay con chỉ biết có gia đình thầy cô cha mẹ con không đến nỗi nghèo túng nghề nông tuy vất vả nhưng cũng đủ nuôi sống cả nhà chỉ vì cha con không chịu thấy cái lợi lớn chỉ thấy có sự con ở nhà thì đỡ thuê mướn một người nên ép buộc con bỏ học mà thôi giá cha mẹ con tin dùng hai anh rể của con thì công việc làm ăn cũng chóng phát đạt nghỉ hè năm ấy Lộc theo thầy Thiệu đi nghỉ mát gặp Dũng Tàu với Vĩnh và Tươi. Cô Thiệu và Thu Hà không đi vì công việc buôn bán. Từ một cầu học trò quê mùa, Lộc đã thay đổi hẳn và trở thành một học sinh thị thành, ăn mặc sạch sẽ, mặt mày sáng sủa. Cô Thiệu may sắm áo quần cho Lộc và thường bảo Lộc. Cái áo đành rằng không làm cho người trở thành thầy tu, nhưng phục sức rất quan trọng với cái xã hội vật chất này thiên hạ quen thói đánh giá con người ở bề ngoài Còn ở đây với thầy cô thầy cô đã xem con như con ruột thì con phải ăn mặc đàng hoàng nếu không thầy cô sẽ mang tiếng nhưng thấy lộc bảnh bao trong chiếc sơ mi trắng nõn chiếc quần tây bằng thứ hạng đắt tiền các bạn của lộc đã thì thầm bảo nhau thằng lộc bây giờ công tử hết sức những ngày nghỉ mát ở vũng tàu suốt ngày gần bên thầy thiệu lộc cũng trở nên bạo dạn lộc thường đem việc ở trường ra mà nói với thầy nhờ vậy thầy biết thưởng không còn thân với lộc nữa từ ngày lộc làm con nuôi của thầy anh thưởng bảo con được thầy nuôi rồi làm phách lên mặt với bạn bè nhưng sự thật con không hề phách lối thầy thiệu liền nói thói đời như vậy đó con ạ à. mình nghèo thì không ai trách hết nhưng khi mình có tiền làm ăn khá hay đột nhiên trúng số thì thiên hạ nghĩ ngay là mình làm phách. Không tiền lẽ dĩ nhiên là không ai may sắm, ăn xài. Nhưng có tiền thì ai lại không biết ăn xài. Chiếc áo rách phải thay bằng chiếc áo mới. Cái nhà siêu vẹo phải sửa sang lại để ở. Con cái cũng phải cho nó sung sướng bằng con cái kẻ có tiền. Họ thấy thế là cho rằng mình làm phách. Khó lắm con ạ à. Nhưng con phải khéo léo một chút. Thầy thấy con ít bạn bè quá rồi. Bây giờ thưởng lại bỏ con Chỉ có một mình thằng Quý Lộc nói Anh Quý cũng đã bắt đầu ghét con rồi Nhưng thưa thầy Con không lấy thế làm điều đâu Từ trước đến giờ con không có bạn Có bạn thì mất thì giờ Chứ có được việc gì Tụi nó bảo con là con mọt sách Nhưng bạn bè đông thế nào Cũng nhiễm tánh tình của chúng nó Thầy Thiệu hỏi Tại sao thằng Quý ghét con? lộc nói có vẻ bực tức tại quý thấy thầy yêu thương con lại nữa quý rủ con về quê thăm nhà con bảo không thể về được thì quý mắng nhiếc con còn có về quê thì con cũng không giúp ích gì được cha mẹ con trong mấy tháng nghỉ hè con cũng không muốn hâm lại mấy câu chuyện cũ câu chuyện cũ là chuyện gì chuyện cha mẹ con bắt con bỏ học con ra đi tức là nói rõ ý chí của con rồi con có nói bao giờ con học thành tài thì mới trở về con lập chí như vậy được rồi con cứ ráng học thế nào tương lai của con cũng sáng lạng hơn người ở đời ít người hiểu mình ngay như thằng quý theo lời con nói đó nó không hiểu con chút nào hết dạ nó không thể hiểu con được nhưng việc làm sẽ minh oan cho con thầy thiệu khen chỉ việc làm mới có thể minh oan cho con mà thôi và thầy hiểu con là được. Con nói phải, bây giờ thế nào cha con cũng nguyền rủa con là đứa bất hiếu. Nhưng một khi con học thành tài rồi, trở thành một bác sĩ hay một luật sư, con trở về thăm cha mẹ, thì cha mẹ con lại vui mừng và khen con có chí là khác. Con ráng học nghe con, đừng bắt chước bạn bè, bây giờ nhọc mệt thì ngày sau sung sướng con à. Thầy biết một công chức còn trẻ lúc ra đi là mới có bằng trung học, vậy mà bây giờ đã là một cử nhân văn chương. Thầy có khen cậu ta về chí ham học thì cậu nói, chịu khó một chút, quên những cuộc vui ngoài đời, đêm đêm chịu tốn thêm chút ít dầu đèn thì muốn lấy mấy cái bằng cấp mà không được. Còn thấy đó, có chí là nên. Lộc nói, Thầy Tuân dạy toán cho con, thầy bảo thầy có một người anh vừa đậu tiến sĩ luật mà anh thầy khi ra đời chỉ có bằng trung học. Ông ấy vừa đi làm vừa đi học, làm vừa lo cho gia đình, vợ con. Lúc ông ấy thi đậu tiến sĩ thì ông ấy có năm đứa con. Con được thầy giúp đỡ, nếu con không học thành tài thì hóa ra con phụ thầy lắm sao? Huống chi, con nuôi cái chí học cho đến nơi đến chốn từ lúc nhỏ. Không gặp thầy thì con cũng phải tự túc để học, nhưng chắc là phải vất vả, khổ sở nhiều và thành tài cũng mất nhiều thì giờ vì nuôi cái chí ấy nên con buộc lòng phải cãi lời cha mẹ ai không hiểu con thì cho con là đứa bất hiếu nhưng con không phải bất hiếu lúc nào con cũng nghĩ đến cha mẹ con con hiểu như thế này cha mẹ không thể lấy vấn đề tình cảm mà ràng buộc ngăn cản con đường tiến thủ tương lai sự nghiệp của con cái nhiều kẻ làm cha mẹ vì cớ mình già yếu muốn con trai hay con gái phải ở luôn bên mình để lo việc phụng dưỡng con cái vì chữ hiếu đã phải dẹp bỏ cả sự nghiệp tương lai chữ hiếu ngày xưa các bậc nho học đề cao đến mức đó nên việc làm của con làm sao không bị họ lên án nghe lộc nói thế thầy thiệu liền nói con tự hiểu con không bất hiếu với cha mẹ là được huống chi dù con không ở nhà cha mẹ con vẫn có người phụ giúp trong công việc làm ăn cha mẹ của con cũng sống đầy đủ chứ đâu thiếu thốn gì về vật chất sau kỳ nghỉ hè ấy, giữa thầy Thiệu và Lộc có sự hiểu biết nhau nhiều hơn, nên thầy đối với Lộc thân tình hơn. Đối với cô Thiệu, Lộc cũng trở nên dạng dĩ, vì nghỉ hè, không đi học, lại cũng không có bài vở gì nhiều. Lộc thường xuống ngồi ở quầy hàng của cô để giúp cô những việc lặt vặt. Cô Thiệu bảo Lộc hãy lên lầu mà học, thì Lộc nói Lúc này nghỉ hè, cô để con giúp những việc lặt vặt nếu cô cần đi lấy hàng thì cô cứ bảo con em thu hà khỏi phải đi mấy tháng hè này con xin cô chia nhọc với em nghe lộc nói thế cả cô thiệu và thu hà đều cảm động cô thiệu nói nếu còn rảnh thì khi nào đi lấy hàng cô sẽ bảo con vì có lộc xuống ngồi ở cửa hàng nên thỉnh thoảng cô thiệu đi vắng giao nhà cho thu hà những lúc cô đi vắng lộc thường chuyện trò với thu hà hỏi nàng về công việc buôn bán, về giá cả các món hàng. Có lần Lộc hỏi Thu Hà, Thầy khuyến khích anh học như vậy, sao thầy lại không cho em đi học? Thu Hà nói, Nào phải ba không cho em học, tại em hay đau yếu nên ba phải để em ở nhà. Anh thấy đó, hãy em ngồi trong mát, không làm việc nặng thì không sao, nhưng nếu em ra nắng ra mưa hay làm việc nặng nhọc là em mệt thở không nổi lập nhìn thu hà thấy đôi má nặng ửng hồng đôi môi đỏ như son thì nói trông em khỏe mạnh lắm kia mà lúc nhỏ em bị suyễn một năm đi học được ba bốn tháng là nhiều vì thế em đâu có đi học trường công được học trường tư mà đầu tháng đóng tiền xong là nghỉ có khi một tháng đi học có năm bảy ngày nắng quá khí hậu nóng bức em không chịu được cũng phải nghỉ học mưa đến ẩm thấp thì em lên cơn suyễn. Người ta bảo bệnh suyễn không chữa lành được, chỉ đợi đến khi 13 tuổi thì tự nhiên bệnh sẽ hết. Nhưng cha mẹ em chạy đủ thứ cho em, thuốc tây, thuốc Tào và cả thuốc nam nữa. Ai bày gì uống nấy, mà rồi những cơn suyễn cũng chả chịu lui hẳn cho. Có khi nó hết được vài ba tháng, em mừng hết sức vì khỏi phải cử ăn. Nhưng rồi nó lại ùng ùng kéo đến, không hiểu tại vì ăn uống trúng lại hay căn bệnh chưa dứt tuyệt. Mỗi lần em phát lại thì cha mẹ lại lo phiền, mẹ em thì đổ thừa em ăn bậy bạ. Cử ăn khổ lắm anh ạ. À. Ừ, lúc nhỏ mình láo ăn mà bắt cử thì khổ thật. Nhưng làm sao bây giờ em hết bệnh được? Thì quá như người ta nói, đến năm 13 tuổi em khỏi bệnh. Tự nhiên khỏi. Em cũng không hiểu, có ngày nào là em không uống thuốc đâu. Lúc ấy có người giới thiệu một bác sĩ nào đó chuyên trị bệnh xuyển mẹ em đưa đến và chỉ có mấy toa là em lành bệnh lộc cười như vậy là trúng thuốc và nhờ ông bác sĩ giỏi chứ đâu phải tự nhiên em khỏi bệnh em cũng nghĩ vậy nhưng người ta bảo dù em không gặp ông bác sĩ ấy thì em cũng lành bệnh nói như vậy không đúng nhưng bây giờ em đã khỏi bệnh rồi tại sao em không xin phép thầy cô đi học lại lớn rồi còn học làm gì tụi bạn của em lên lớp để ngủ rồi buồn lắm, vô học để thua tụi nó à. Thua là tại em đau yếu, chứ có phải tại em lười biếng hay học dở đâu. Thiếu gì người đã 20 tuổi rồi, mới đi học lớp đệ thất. Biển học không bờ, ở cổ tuổi nào cũng có thể học được hết. Thu Hà nói không giấu được sự bẽn lẽn. Nhưng em không thích đi học anh ạ. À. Em thích may giá theo thùa, làm bánh nấu nướng. Em thấy bà Dương ở bên cạnh, Bà ấy có học hành gì đâu mà gia đình bà hạnh phúc hết sức. Suốt ngày bà lo nấu nướng, vá may. Vậy mà chồng bà mến nể bà, các con bà yêu quý bà vô cùng. Trái lại, bà Phước, luật sư, gì mà không có hạnh phúc. Bà đi làm phần bà, chồng bà đi làm phần chồng bà. Về đến nhà, nhiều hôm còn cãi giả, ghen tuông lục đục cả đêm. Chán thật! Em đã quan niệm thế nào là gia đình hạnh phúc rồi à? em không chủ trương người phụ nữ phải có chức nghiệp à em thấy sao thì nói vậy chứ còn quan niệm hay chủ trương thì em cũng không hiểu ra sao lộc mỉm cười lộc để ý thấy thu hà không có một vẻ đẹp lộng lẫy hay nét duyên dáng có thể quyến rũ người con trai nhưng thu hà khi nói khi cười có một vài nét hay hay đáng chú ý nhờ những lúc cùng ngồi ở tiệm buôn mà lộc đã hiểu thu hà được phần nào thu hà đa cảm yếu đuối nghiêng nhiều về tình cảm thu hà thích có những đứa con ngoan ngoãn dễ dạy như con bà dương thu hà không giấu những ý nghĩ của mình và đã thổ lộ cho lộc hiểu vì xem lộc như người anh cả hiểu biết nhiều hơn nàng cô thiệu cũng rất tin cậy lộc cô đã giao lộc nhiều món tiền lớn để đi gửi ngân hàng hay đi mua hàng lộc bây giờ là đứa con cả trong gia đình là anh của thu hà vĩnh và tươi. Những tháng nghỉ hè đã trôi qua, ngày tự trường lại đến, Lộc trở lại trường mặt mày hớn hở, hồng hào. Gặp quý và thưởng, Lộc vẫn niềm nở, nhưng họ tỏ ra lạnh nhạt với Lộc. Trước mặt các bạn khác, quý đã nói và làm nhục Lộc. Anh không về quê và cũng không viết thư về báo tin thi đậu cho hai bác, vậy mà hai bác vẫn biết như thường thưởng chen vào hỏi. Anh đã báo tin thay anh Lộc. Quý lắc đầu. Tôi đâu có làm chuyện không công ấy. Huống chi anh Lộc dặn tôi đừng nói gì về anh hết nếu gặp cha mẹ anh. Nhưng anh rể của anh Lộc có gặp anh Sinh học lớp tứ ba. Anh Sinh đã báo tin mừng giùm anh Lộc. Cha mẹ tỏ ý mừng vui và đợi anh về để ăn khao bằng một bữa tiệc đãi bà con làng nước. Nhưng đợi mãi không thấy anh Lộc đâu hết. Cả nhà chán phèo nhưng anh Lộc ở đây ăn tiệc mừng do thầy thiệu đãi lại còn đi dũng tàu nghỉ mát. Tội gì về quê, ở thành thị làm rễ chí nguyện, không sướng hơn sao? Các bọn cười ầm lên khiến Lộc xấu hổ, nổi quạo. Anh Thưởng không nên nói bậy như vậy. Chỗ bạn bè, anh nở lòng nào nói xấu tôi trước mặt các bạn. Huống chi anh nói như vậy là phạm đến tiếng tâm của thầy thiệu. Quý trả lời thầy thưởng anh tốt quá nên tụi này phải nói xấu sao Con người như anh tụi này không thèm chơi nữa đâu Đừng nhìn bạn bè gì nữa Nói xong Cả bọn kéo đi Bỏ Lộc đứng lại một mình Lộc buồn lắm nhưng không biết nói gì Đành lủi thủi vào lớp Năm học đó đối với Lộc Thật vất vả về mặt tinh thần Lộc bị các bạn tẩy chay Nói xấu, du cáo đủ điều Tuy vậy Lộc vẫn cố gắng học hành Và tháng nào cũng đứng đầu Một cách dễ dàng Thầy Thiệu rất bằng lòng về sự học hành của Lộc. Lộc chỉ tìm thấy tình thương và hạnh phúc ở gia đình thầy Thiệu. Các giáo sư thường khen Lộc và họ không khỏi lấy làm lạ trước thái độ khinh khi, ghét bỏ mà các bạn trong lớp đã dành cho Lộc. Các vị giáo sư cho đó là sự ganh tị vì Lộc học giỏi. Họ đâu hiểu các bạn kinh Lộc vì Lộc đối xử tệ bạc với gia đình, cha mẹ. Thầy Thiệu làm giám học nên hiểu rõ chuyện này ngày nào thầy không nghe các học sinh nói xa gần về lộc nhưng thầy bỏ ngoài tai không hỏi lại lộc cũng không kể lại cho vợ con biết thầy thường khuyến khích an ủi lộc để lộc vui vẻ học hành nhưng thu hà rất tế nhị nên hiểu một phần nào tâm trạng của lộc trước sự đối xử không đẹp của các bạn những câu châm biếm lộc những lời cắp đôi đã lọt đến tai thu hà khiến thu hà không khỏi buồn rầu và tức bực có lần quý và thưởng đi qua trước cửa hàng của cô thiệu và nói lớn cô vợ tương lai của thằng lộc đó bây ạ à? nhiều cậu học sinh còn bạo dạn hơn vào ngay trong tiệm giả vờ hỏi mua thứ này thứ nọ rồi nói với nhau người đẹp như thế cần gì phải sợ ế chồng và tội gì phải để thằng lộc làm rễ chí nguyện nghe những lời ấy thu hà thẹn đỏ cả mặt nhưng thu hà không bao giờ dám nói lại với cha mẹ mỗi khi ngồi một mình với lộc, tu hà thấy ngượng nghịu không còn tự nhiên như trước. Những mẫu chuyện trao đổi với nhau cũng trở nên tẻ nhạt vô vị. Tu hà không khỏi thương hại cho lộc vì gia đình nghèo phải nương nấu cha mẹ nàng để học. Vì mà các bạn lây tàn nhẫn đặt điều cố tình phá lòng. Tu hà muốn ăn ủi lộc nhưng nói ra thì khó quá, đành phải làm thinh trước vẻ mặt buồn buồn của lộc. Nhưng một hôm, thấy lộc tỏ vẻ chán nản ra mặt thu hà hỏi sao trong anh lúc này kém vui như vậy hai em vĩnh và tươi có làm gì buồn lòng anh không lộc nói không anh ở đây còn hơn cả gia đình anh anh thấy rõ tình thương của thầy cô và các em đối với anh về việc học thì anh cũng rất toại nguyện vì anh không thua súc bạn nào chẳng những anh hãnh diện không thua súc ai mà còn vui mừng vì thấy không phụ công ơn của thầy tình thương của cô và các em. Tu Hà hỏi, Thế anh buồn vì việc gì? Bạn bè trong lớp không hiểu anh. Chúng nó cho rằng anh bỏ cha mẹ vì khinh cha mẹ nghèo, xa vào gia đình giàu có của thầy, rồi quên ơn bạc nghĩa đối với cha mẹ. Nhưng anh không phải hạng người như thế thì thôi, hơi đâu mà buồn. Chúng nó tẩy chay anh, nói xấu anh, và còn nói động đến thầy, đến em. Anh buồn quá, anh không ngờ vì anh mà em mang tiếng tu hà biết lộc muốn nói gì nhưng làm bộ không hay biết gì cả chuyện gì mà em mang tiếng khó nói lắm em chỉ cần hiểu là tụi nó bịa đặt là đủ bịa đặt thì ăn thua gì chúng nó bịa đặt nhiều chuyện mà em không thể nào tưởng tượng được anh quan tâm làm gì những chuyện chúng nó bịa đặt em nghĩ rằng chúng nó thấy anh học giỏi nên chúng nó ghét năm ngoái và mấy năm trước anh cũng học giỏi chứ đâu phải học giỏi năm nay đâu. Chúng nó ghét anh vì thấy anh được thầy đem về đây. Chuyện ấy không cần nghĩ đến, theo ý em, anh cứ ráng học thật giỏi là được. Anh cảm ơn em về những lời khuyên ấy. Em hãy hứa với anh là nếu chúng nó có nói gì động đến em thì em bỏ ngoài tai, chứ không thèm buồn phiền gì hết. Em vui lòng hứa tất cả, lại nữa, ca gì đến em mà chúng động chạm đến lộc mừng rỡ em hứa như vậy là được rồi anh chỉ sợ nếu tụi nó bịa đặt những chuyện không đâu đến tai thầy cô hay chúng nó đi ngang qua đây nói xỏ xiên này nọ khiến em buồn và thầy cô vì sợ mang tiếng không cho anh ở đây nữa thì khổ tâm anh lắm anh cũng biết thầy cô không nuôi anh thì anh cũng có thể tự túc học được anh đi làm thuê làm mướn miễn sao có tiền đi học là đủ nhưng như thế vất vả lắm và anh cũng mến thương gia đình này nhiều lắm rồi Đi nơi khác anh sẽ buồn lắm Anh sẽ nhớ các em Nhớ những lúc chuyện trò với em Lộc nói có vẻ thành thật Khiến Thu Hà hết sức cảm động Anh cứ ở đây học Thầy mẹ em đâu phải dễ nghe lời dèm pha Bịa đặt mà anh ngại Còn riêng em Em để ngoài tai tất cả những lời ấy Lộc cảm ơn Thu Hà Em ngoan quá ngày tháng cứ thế trôi qua sự học của lộc cứ tiến triển đều đều rồi tết đến lộc ăn một cái tết hết sức vui vẻ và đầy đủ giữa gia đình thầy thiệu trong lúc các bạn về quê lộc ở lại giúp cô thiệu bán hàng trong mấy ngày cuối năm và những ngày đầu năm thì lộc lại giúp thầy thiệu việc cúng kiến vì thế mà quý đã nói với các bạn là lộc lo việc hương hỏa cho gia đình bên vợ quý còn nói với các bạn nó không thèm về ăn Tết với cha mẹ nó. Cái thằng quá tệ. Mặc cho các bạn chế nhạo hay chửi ruộng, Lộc cứ tự nhiên sống vui vẻ bên thầy Thiệu. Tết năm ấy, các em của Thu Hà bắt Lộc lì xì tiền. Lộc lấy tiền ra cho Vĩnh và Tươi, rồi hỏi Thu Hà. Em muốn anh lì xì cái gì đây? Em lớn rồi, chẳng lẽ lì xì tiền? Thu Hà nói, em lớn rồi thì khỏi có chuyện ấy. Nói xong, Thu Hà bẽn lẽn bỏ đi nơi khác. Lộc nhìn theo, thấy Thu Hà trong năm mới trông lớn hơn mọi ngày trong chiếc áo dài màu hồng có theo hoa trắng. Trong ngày đầu xuân, nét mặt Thu Hà cũng tươi thắm như những đóa hoa ở trong các chậu trước sân nhà hay trong phòng khách. Mỗi khi nhìn Thu Hà, Lộc không khỏi hồi hộp vì những ý nghĩ, những cảm giác mới lạ xuyên qua tâm hồn. Lộc thấy mình có lỗi nên dội vàng xô đuổi những ý nghĩ cảm giác ấy. Trong những lúc vợ chồng thầy Thiệu đi thăm bà con, bạn bè, thầy giao phần tiếp khách cho Lộc. Lộc liền rủ Thu Hà và Vĩnh đánh bài cào hay xì dách, ăn thua không bao nhiêu, nhưng Lộc sẽ có dịp ngồi gần Thu Hà, đôi khi hai mái đầu da chạm nhau. Cũng có hôm, Vĩnh và tươi rủ nhau đi chơi, bỏ một mình Thu Hà ở nhà với Lộc. Những lúc ấy cả hai ngồi yên, thỉnh thoảng nhìn nhau, không ai dám mở đầu câu chuyện. Chưa bao giờ Lộc ăn một cái Tết vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Trong những ngày đầu xuân ấy, Lộc cảm thấy lòng chàng mở rộng trước một thứ tình mới mẻ, nhưng chưa dám tỏ bày với Thu Hà. Lộc nghĩ, bây giờ chàng là con nuôi của thầy Thiệu, thì đối với Thu Hà, Lộc là anh cả, dù sao cũng bị ràng buộc trong dòng luân lý anh em. Nếu Lộc để Thu Hà thấy rõ lòng chàng, thì Thu Hà có khinh ghét chàng không? Thu Hà không yêu thì có thể đem việc này nói lại với cô Thiệu. Lập làm sao ở yên đây được? Sau cái Tết năm ấy, bọn học trò lại càng ganh ghét với Lộc hơn. Vì thấy Lộc bỏ bớt thì giờ để giúp mình trong công việc buôn bán. Cô Thiệu mới may cho Lộc một bộ quần áo thật sang trọng để Lộc mặc trong mấy ngày Tết. Các bạn thấy vậy bảo nhau. Thằng ấy rõ ràng sao vào chỉnh nếp cuối năm nay mà nó thi đậu tú tài phần nhất thì thế nào thầy thiệu cũng mở tiệc và cho nó đính hôn với cô thu hà lộc khổ tâm vì không thể bày tỏ lòng mình với thu hà bây giờ lũ bạn ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại chuyện ấy lộc làm sao không thấy ruột gan nóng bừng khó chịu vì thế nhiều đêm lộc ngồi sững không học được đầu óc dơ vẫn nghĩ đến thu hà mỗi khi gặp thu hà ngồi một mình ở cửa hàng lộc bối rối bẽn lẽn đỏ mặt bỏ đi thẳng nhiều hôm lộc ngồi luôn trên gác đến bữa cơm mới xuống lộc lấy cớ gần ngày thi phải học bài thầy thiệu cũng như cô thiệu không ai để ý việc ấy nhưng thu hà đã hiểu được phần nào tâm sự của lộc thu hà để yên cho lộc học ngày ngày giúp mẹ trong công việc buôn bán đến bữa cơm thu hà cũng không dám nhìn lộc cắm cúi ăn xong là đứng dậy lộc chỉ nói chuyện với vĩnh và tươi mà thôi cô Thiệu nói với chồng. Thằng Lộc học nhiều quá, bơ phờ như thế, chắc thức đêm nhiều lắm. Sao anh không rầy nó? Học như vậy đến ngày thi chỉ còn cái xác, sức khỏe đâu mà thi dứt cử. Thầy Thiệu nói, gần thi phải cực nhọc, Dài tháng là cùng. Thi xong anh đưa nó đi nghỉ mát, thế nào nó cũng đậu. Đang tuổi trẻ, không học thì đến bao giờ mới thành tài nó có chí như vậy đáng khen lắm. Cô Thiệu liền hỏi. Thằng Lộc lo thi cử học đến xanh sao đã đành. Thế còn con Thu Hà, đổ rầy không biết nó lo cái gì mà trông như kẻ mất hồn vậy. Mình là mẹ mà không biết gì lẽ gì nó xanh sao hay sao. Tôi làm sao biết được. Con bé này đa cảm đa sầu. Con nhỏ mà không vận động nhiều. Mình phải lo gã chồng cho nó. Chứ nếu không thì mệt lắm đó chuyện gì mà mệt, nó còn nhỏ quá, 15 tuổi phải không? 16 tuổi cũng lớn rồi. Có cả chồng cho nó thì cũng phải đợi nó 20 tuổi. Mình lo xa quá, con Thu Hà hiền lành như vậy, có sao mà sợ. Lại nửa suốt ngày nó ngồi ở cửa hàng với mình, có đi đâu giao thiệp với ai mà mình phải lo lắng sợ nó hư. Nhưng mình cũng phải đề phòng chứ, mình có nghe ai bàn tán về chuyện thằng Lộc ở nhà mình không? bàn tán về việc gì thằng lộc có khác nào con nuôi của mình lại nữa hơi đâu mà đi nghe lời bàn tán của thiên hạ nghe chồng nói thế cô thiệu không nói gì nữa nhưng từ hôm ấy cô luôn giữ gìn con gái cô đã nói với thu hà còn bây giờ cũng đã lớn con là con gái không phải như em vĩnh em tươi chúng nó là con trai vì thế về cách đối xử chuyện trò với lộc con phải đề phòng phải cẩn thận tùy cha mẹ xem nó như con nuôi nhưng con nuôi không phải là con ruột con hiểu không nghe mẹ dặn thế thu hà câu mày lúc nào con cũng về giặt nhưng cha mẹ đã xem anh lộc như con thì con cũng phải xem anh ấy như anh con con không thể lạnh lùng như người xa lạ làm thế khó coi lắm đỡ chung trong một nhà phải tự nhiên cô thiệu nói tự nhiên nhưng cũng phải nghiêm trang đúng đắn chứ con vẫn cợt bao giờ. Con không bao giờ bước vào phòng anh ấy. Như thế được rồi, mẹ chỉ dặn phòng con vậy thôi. Đã không phải là con cùng cha cùng mẹ, một máu mũ ruột ra, thì con hiểu lọc thế nào được. Cha con vì thấy nó học giỏi, có chí nên thương yêu nó. Chứ sự thật mình đâu biết gia đình, cha mẹ nó ra làm sao. Thu Hà nghe mẹ dặn thì dân dạ, không dám nói gì. Thu Hà tự hỏi không hiểu vì lẽ gì mà hôm ấy mẹ nàng lại dạy bảo khuyên lơn như thế. Hay Lộc đã để lộ cho mẹ nàng thấy những cử chỉ gì khác lạ chăng? Cả mấy tháng liên tiếp, nghĩa là sau Tết, Thu Hà và Lộc không có dịp chuyện trò với nhau. Một hôm nhân cô Thiệu đi vắng, Lộc ở trường về, ngừng lại ở cửa hàng và nói với Thu Hà. "Chỉ còn một tuần nữa là ảnh thi rồi." Thu Hà hỏi. "Anh đã học hết bài vở chưa?" Lộc nói, học hết rồi, em có muốn anh thi đậu không? Thu Hà nhìn Lộc, chớp mắt mấy cái. Sao lại không muốn? Lộc thở một cái mạnh, tỏ vẻ khoan khoái. Vậy mà anh tưởng em giận anh. Tại sao mấy lúc này em không thèm hỏi han gì anh cả? Em để cho anh học. Bộ em hỏi rồi anh không học được à? Sao mất thì giờ của anh, chứ việc gì mà giận? Lập mừng rỡ. Năm nay mà anh đậu được là nhờ em, chứ học trong lớp chán nản lắm. Em làm sao hiểu được nỗi khổ của anh. Tụi bằng anh không chịu để yên cho anh học. Nhiều hôm anh khổ quá, phải khóc thầm đó. Thu Hà nghe thế không khỏi ái ngại. Anh khổ đến mức ấy à? Thảo nào trong anh bơ phờ thế kia? Em... Ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam. Từ các tác giả sách bán chạy nhất cùng nhiều thể loại nội dung khác podcast sách tóm tắt truyện thiếu nhi thiên và ngủ chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần mạng chế độ lái xe thao tác đơn giản và an toàn gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng. Còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.